Làm từ thiện bún bò thất bại, Phượng Ve lấy con gái của mình ra để tẩy trắng và lợi dụng tình hình hạn hán để kêu gọi từ thiện. Với lối sống tham lam, gian dối, đạo đức không, liêm sĩ cũng không. Và quan trọng hơn, hiện tại Phượng Ve còn đang vướng vào vụ sao kê đình đám. Con số có thể lên hơn 10 tỷ đồng từ phi vụ thầu đám tang của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Đã vậy, nó còn không biết thân biết phận với tất cả những gì mà Phượng Ve đã gây ra cho Hồng Loan. Nó sẽ còn góp phần tăng thêm nặng nghiệp chướng cho con Ve lên gấp nhiều lần. Từ đó, nó sẽ dẫn đến hàng loạt các hệ lụy cho cuộc đời và tương lai của con Ve. Cái nghiệp gần nhất mà nó lãnh đó chính là việc quán bún bò đã phải đóng cửa và bà Lành đã phải bỏ của chạy lấy người để mở quán khác. Từng tung hô và hô hào rằng khán giả thương, được khán giả đến ủng hộ rất nhiều. Ngày nào cũng bán được 500-600 tô. Chúng tôi xin hỏi có một cái quán nào mà đang ăn nên làm ra lại đóng cửa hay không? Làm gì có, chỉ có con Ve là nó làm được thôi. Chắc là cái quán bún bò ế quá nên phải dẹp thôi. Nếu chúng ta có theo dõi thì chúng ta sẽ biết trước khi quán bún bò dẹp thì Phượng Ve đã từng cho ra chương trình ăn 10 tặng 1. Nhưng sau khi tung ra chương trình thì vẫn không khá hơn được và thế là dẹp luôn. Nổ quá, có tiếng mà không có miếng nên kết cục như vậy. Thời gian đầu, quán bún bò của Phượng Ve nổi tiếng là quán bún bò từ thiện. Chuyên đi làm từ thiện. Từ thiện mà từ thiện bằng bún bò thì lần đầu tiên chúng ta mới gặp phải không quý vị? Tiền từ thiện là tiền của Mạnh Thường Quân gửi về để mua từng phần bún bò, rồi nhờ Phượng Ve mang đi phát cho người nghèo mà thôi. Chứ Phượng Ve có giúp đỡ gì đâu mà Phượng lại tự cao và lại còn mặt dày, in tên Phượng lên phiếu phát quà để rồi sau đó Phượng nhận công quả, nhận công ích. Đã vậy, Phượng còn cố lôi tên của cố nghệ sĩ vô nữa. Đúng là quá dơ bẩn. Tiền thì rót vô túi của Phượng, rồi công quả, công ích thì Phượng cũng nhận luôn. Thời gian đầu, đồng bọn của Phượng như bà Tiên Mỹ và cô Ba Canada đã giờ gửi tiền về để quyên góp, rồi sau đó lôi kéo người khác quyên góp. Và họ đã thành công. Lừa được một mớ Mạnh Thường Quân chuyển tiền để mua bún bò cho Phượng đi làm từ thiện, để Phượng bán được bún bò. Lừa được vài lần rồi thôi, làm sao mà lừa mãi được. Lừa được một hai lần thì tai tiếng của Phượng cũng lòi ra. Tai tiếng của Phượng mà lòi ra thì không biết nhân cách còn đâu mà bày đặt kinh doanh từ thiện. Thế là phi vụ bún bò từ thiện đã khép lại. Cần câu cơm của con Phượng đã bị gãy. Thua kèo bún bò thì Phượng Ve lại tiếp tục mở ra cái kèo cứu trợ miền Tây để mà kêu gọi từ thiện hòng kiếm cơm từ số tiền từ thiện mà khán giả quyên góp. Và hình thức lần này của nó là mang con gái vô tội của nó ra, vì nó biết rằng cộng đồng mạng có chửi thì chỉ chửi nó mà thôi, chứ không lẽ lại chửi con gái của nó. Nên nó đã lợi dụng con mình để làm lá chắn che chở cho những gì mà dư luận chửi nó. Con nít có tội gì đâu, sao lại mang con ra làm bia đỡ đạn như vậy? Đúng là một người mẹ mình tàn nhẫn. Biết bản thân hiện tại bị cộng đồng mạng chửi tan nát vì hành vi đồi bại, và hiện tại chỉ còn mỗi con gái của nó là không bị chửi mà thôi. Con nít mà cộng đồng mạng đâu nỡ công kích, và nắm được tâm lý đó nên khi vào đường cùng, nó đã dùng cái chiêu này, dùng con gái của nó để tẩy trắng cho hành vi của nó, chính là lấy con gái ra để thể hiện rằng mình yêu thương con của mình lắm, khoe hình ảnh con gái đi thu âm các kiểu, để thể hiện rằng Phượng Ve đang dẫn bước con gái theo nghề. Cuộc đời của bà, cuộc đời của mẹ đã đeo bám tên tuổi của cố nghệ sĩ chưa đủ hay sao, tới giờ đời con lại tiếp tục đeo bám. Con gái của Phượng Ve gọi cố nghệ sĩ là ông Năm, theo gia giới là cháu họ ngoại, chứ không phải là ông ngoại chính thống như cái cách gọi của con Hồng Loan đâu. Làm ơn đừng lôi kéo tên tuổi của cố nghệ sĩ vào đây nữa, dơ lắm. Với lại Phượng Ve nên ý thức được một điều rằng, hát là phải đọc được chữ trước cái đã, nắm được nhịp chưa chắc gì đã hay đâu. Hiện tại con gái của Phượng Ve chưa hát được đâu, đừng ảo tưởng rằng con gái của mình có thể là trở thành một bé Xuân Mai thứ hai. Đừng vì lấy chuyện tẩy trắng cho mẹ mà lại hại tới tương lai của con gái. Và song song với hành động dùng con gái để tẩy trắng cho mình, thì Phượng Ve đã khởi động hành vi kêu gọi từ thiện. Cụ thể là dùng lý do từ thiện để cứu trợ miền Tây, hạn hán, cứu trợ bà con miền Tây. Trong thời điểm này là một nghĩa cử cao đẹp và đang được ủng hộ. Nhưng đó là đối với các đoàn từ thiện khác. Còn đoàn từ thiện có sự xuất hiện của Ngô Lô Hồng, Phượng Ve và Lư Lư Cao thì nên xem lại. Đây là những thành viên trong tập đoàn thầu đám tang, những con cần cho nên phải xem lại. Đề phòng và lên án,
Thứ nhất, họ đang làm từ thiện trên hình thức kêu gọi bản thân. Ba cái con người này làm gì có uy tín để mà kêu gọi nữa. Thứ hai, họ tiếp tục có cái hành vi ăn trọn công lao. Bản thân hai vợ chồng nhà con ve chỉ đóng góp có 2 triệu thôi, nhưng lại chiếm trễ ghi tên của mình trở thành chủ nhân của đoàn từ thiện này luôn. Thứ ba là sao kê các khoản tiền một cách liệt kê sơ sài. Đây là một lỗ hổng cực lớn trong việc thống kê quyên góp từ thiện, một hành vi không được chấp nhận xưa nay, nhưng tới giờ Phượng Ve vẫn áp dụng giống hệt như cái cách mà nó đã từng liệt kê thu chi trong đám tang của cố nghệ sĩ vậy đó. Và quý vị cũng thấy rõ ràng, trong phần thu chi trong đám tang có rất nhiều khoản đã rơi vào túi của Phượng Ve mà không giải thích được. Các khoản thu chi đó đúng là ngựa quen đường cũ, tham lam vẫn hoàng tham lam. Lần trước, Hồng Loan đi làm từ thiện thì bị Ve nói là Loan làm rùm beng, ổn tỏi. Còn Ve đi làm từ thiện thì Ve nói rằng nêu cao tinh thần Bồ Tát. Ve đi làm từ thiện trong âm thầm, không khoe khoang. Đúng thật, có 2 triệu mà làm sao dám khoe khoang. Trong khi Hồng Loan đi làm từ thiện là được các YouTuber tình nguyện đi theo để quay hình, để mà chia sẻ, để mà đưa tin, gửi đến quý vị khán thính giả. Chứ Loan hoàn toàn không có mời mọc, không có yêu cầu các anh YouTuber đi theo. Bởi vì Loan sống quá tốt nên các anh em YouTuber muốn đi theo để lan tỏa cái điều tốt này. Còn Ve thì có cái gì hay đâu để mà lan tỏa. Phượng Ve nói thì rất hay nhưng mà có làm gì được đâu, thùng rỗng thì kêu to. Đi làm từ thiện quyên góp có 2 triệu mà in cái băng rôn chắc tốn gần 1 triệu rồi. Làm màu ghê quá, trong khi Hồng Loan thì hoàn toàn chẳng có trống kèn, chẳng có một băng rôn nào cả để mà quảng bá. Nói thật, con người ai cũng tham. Giả lại, sau lần các nghệ sĩ cố tình làm từ thiện bẩn thì lòng dân đã không còn tin vào các hình thức từ thiện quyên góp nữa. 1 triệu, 2 triệu chúng ta có thể không tham, nhưng 10 triệu, 20 triệu thì chưa chắc. Tô bún bò, Ve còn tham thì huống chi là 10 triệu, 20 triệu. Ve nói Ve thương cậu Năm, chỉ nghe lời của cậu Năm mà sao không học hỏi được cái hay, cái tốt của cậu mình. Cái nghề mà cậu Năm cho Ve, Ve cũng không biết gìn giữ. Ve chỉ thích ăn cái có sẵn, không làm mà đòi có ăn. Ve thật là xui, cưới ngay cái thằng chồng vô dụng. Cậu Năm của Ve là một người tốt, một người nhân hậu, biết cứu đời, giúp đỡ người thân. Còn Ve thì báo đời, hại người thân. Cậu Năm của Ve là một người có tiền thì sẽ đi làm từ thiện để cứu giúp cuộc đời. Còn Ve thì đi làm từ thiện để lợi dụng quyên góp, để kiếm tiền, để kiếm tiếng và hại đời. Cậu của Ve là một bậc trưởng giả, người người ngưỡng mộ. Còn Ve thì đi tới đâu, người ta chửi tới đó, người ta lên án tới đó, đúng là nhục. Cậu Năm vì sự bình yên cho con gái của mình nên cậu đã giấu nhẹm con của mình để con của mình lớn lên trong sự bình yên. Còn Ve thì lại lấy con của mình ra để tẩy trắng cho bản thân của mình, lấy con gái để làm tấm khiên, đỡ lấy những lời dư luận công kích cho mình. Cậu Năm của Ve an bài tài sản bằng việc không để lại di chúc, vì Loan là người con gái duy nhất của ông và chắc chắn theo pháp luật, Loan sẽ thừa hưởng toàn bộ tài sản của ông. Ông biết con mình sẽ được pháp luật bảo vệ nên ông đã không thèm để lại di chúc làm gì, và cũng nhờ vậy mà bộ mặt thật của bọn tham lam đã lòi ra. Tâm nguyện của cậu, di nguyện của cậu đã quá rõ ràng như vậy rồi, nhưng Ve thì nói không. Ve ảo tưởng rằng cậu Năm phải là cha của nó nên nó phải là người thừa kế, và khi cậu Năm nói vui, nói đùa là sẽ cho Ve căn nhà. Chỉ nó đùa thôi mà Ve tin lấy tin để. Đúng là cái con tham lam, đã tham lam lại còn ảo tưởng. Từ thiện bún bò thất bại, Phượng Ve chuyến này là lấy con gái của mình ra để tẩy trắng và lợi dụng tình hình hạn hán để tiếp tục kêu gọi từ thiện. Chúng ta hãy thận trọng, hãy đề cao cảnh giác. Nếu thấy có dấu hiệu khả nghi thì chúng ta phải lên án nó, không để cho nó lợi dụng tình hình, lợi dụng lòng tốt của người khác để mà kiếm tiền một cách bẩn bựa như thế nữa. Nó đang cố tình tẩy trắng để chúng ta quên đi chuyện sao kê đó quý vị, và đừng để mục đích của nó thành công nhé.